À, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay tôi sẽ tranh thủ ngày nghỉ để hướng dẫn các bạn sửa cái ghế xoay cái bàn Xuân Hòa. À không phải, đây là ghế của Hòa Hòa Phát đấy. Ghế Hòa Phát. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn sửa. Tại vì sao ta phải sửa cái này? Vì trong quá trình sử dụng là chúng ta ngồi nhiều hoặc là dùng lâu ngày thì cái ben của cái này nó hỏng. Ben đây, đây là toàn bộ cái ben. Đây cái ben ở chỗ này, những cái dưới này. Đấy, cái ben thụt nó bị hỏng. Có nghĩa là nó sẽ thụt xuống và nó sẽ không lên được nữa. Bình thường chúng ta hãy ngồi vào đè lại và ta điều khiển vào cái này. Dí cái van trắng này. Đấy, là nó xì hơi ra thì nó sẽ tụt cái ben này xuống và không ngon đấy thì tự động nó sẽ đẩy lên. Thế bây giờ nó cái ben này nó hỏng rồi. Ở trên mạng cũng có rất nhiều các video clip chia sẻ cách sửa cái này. Đấy, nhưng tuy nhiên là cái ben này đã hỏng rồi thì sẽ không thể sửa được, rất khó sửa. Đấy, cái van của nó này tôi đã tháo ra, tôi tra dầu rồi là áo cái trắng trắng ấy này, van của nó này, tra dầu bắt đầu bẩn, nhưng đều không được và xử lý cái này hầu như được khó. Tất cả các bạn ở trên mạng đều chia sẻ là cái này sẽ rất khó để sửa và giải pháp cuối cùng đó là chỉ thay thế thôi. Thay thế như vậy chúng tôi có một cách làm gì cũng khá là hay, hôm nay tôi chia sẻ với các bạn. Nhiều bạn đấy là sẽ đo cái chỗ ngồi của chúng ta kích thước bao nhiêu và cắt một cái đường ống nước đặt vào đây để khi này nó thụt xuống nó không thụt xuống nữa, có nghĩa là cố định một vị trí đấy. Đấy, cố định một vị trí để cái pi này nó không bị thụt xuống nữa. Đấy, nhưng tuy nhiên hôm nay là tôi sẽ làm một cách khác, là tôi sẽ thay bằng ống nước bằng một lò xo để chúng ta xử lý cái tình huống này cho nó vừa tiết kiệm mà nó lại cũng có một tính sáng tạo và hiệu quả, nó có độ nhún vẫn nhún được. Đấy, nhún được. Thay vì chúng ta phải mua cái ti này, và cái ti này bây giờ nó bán trên thị trường nó bán phải tầm 500. Thế do vậy là tôi sẽ sửa này, và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm. Hôm trước tôi có đi bọc lại cái miếng ghế này do ngồi lâu nó bị rách, nó bụng vẫn mút. Tôi có đi bọc lại ở một cái tiệm gần nhà thôi đấy, nhưng mà tuy nhiên là tôi cũng chia sẻ với các bạn này, các bạn nên cẩn thận một chút. Đây là một cửa hàng salon ở thuê, có hai bạn thuê ở Hưng Hóa đấy, hai bạn thuê ở Hưng Hóa, nhà ở trên trên mạng mạng bạn ở trên là hồ xã thuộc gì mà Bắc Sơn, xã Bắc Sơn đây thuộc Hương Nhà, mấy cái huyện xã phía trên. Và tôi cũng không nghĩ là cái giá thành nó đắt như thế, không kịp hỏi trước, và tôi chỉ bảo các bạn bọc cho tôi cái này thôi, bọc mút và miếng bọc này. Thế bình thường là nếu có tôi cũng bọc được. Sau khi thanh toán các bạn lấy 200.000 nguyên cái bọc này, nguyên cái bọc rất là đắt. Thế các bạn lưu ý đi đâu lần sau nếu có ghế này có hỏng bọc hỏi xem bao tiền. Trong đầu tôi nghĩ thì 50-60, bạn lấy 200.000 ghế này mà trong cái đọc bọc khoảng độ mất 10 phút, có một tí mút mới tí vải thôi. Đấy, các bạn lưu ý nhé. Thôi được rồi, thế thì kệ, làm sao có được việc của mình là được, nhưng mà giá nó hơi chát một chút. Đấy, hôm rồi tôi tháo ra, nó bọc lại, bây giờ tôi đã viết lại những cái ốc thì tương đối là chuẩn rồi. Bây giờ tôi sẽ phải lắp lại. Tôi sẽ lắp lại cho đã, tí nữa chúng ta sẽ hướng dẫn xử lý kia. Bạn đi bọc này lưu ý nhá, bọc
đâu là phải hỏi câu không là bị chặt chém ngay lập tức, buộc kinh tế khó khăn. Tôi vẫn nhớ cái hai vợ chồng, vợ người Tuyên Quang, chồng người Bắc Sơn. Đấy, tôi cứ chia sẻ nên nếu mà ai đó có xuống làm ở đó phải hỏi giá trước đi. Dài rồi. Các bạn nếu ghế nó có rách các bạn có thể tháo ra, các bạn mua vải hoặc mua cái gì về tự bọc lấy cũng được. Như vậy chúng ta đã có cái sát phòng y tế. Thế bây giờ đến xử lý cái này. Thì đối với này chúng ta xử lý thì như tôi vừa chia sẻ là tôi sẽ không lấy cái ống hút nước lắp vào đây, mà tôi sẽ lấy một cái lò xo lắp vào đây, nó chế vào đây. Đấy, trước khi lắp vào xo ta phải tháo bỏ cái này ra đã. Tháo thì chúng ta sẽ dùng cái búa, chúng ta để quay xuống mà ta gõ, gõ nhẹ và nó sẽ ra thôi. Như vậy có nhẹ mà là sẽ ra. Bây giờ chúng ta sẽ quan trọng đó là chúng ta sẽ kiếm một cái lò xo như thế này và cho vào đây để khi ta ngồi thì cái ti nó tụt xuống và nó sẽ chặn những cái lò xo này và lò xo sẽ nhún, sẽ nhún và chúng ta sẽ vẫn có cảm giác ngồi nó êm. Và chúng ta lưu ý để kiếm cái lò xo bằng thép nhé, bằng thép chắc chắn, chứ trọng lượng cơ thể chúng ta sẽ rất là nặng nên là ngồi nó sẽ bị xẹp vào ngay. Đấy, thì ở đây các bạn kiếm ở đâu? Tôi kiếm một cái lò xo của cái tặng sắp xe máy, ta có thể cắt hai đầu đấy, nó bằng thép nên cắt cũng khá lâu, tôi không quay cái quá trình cắt đấy, nhưng mà để cắt cũng mất một hồi vì nó bằng thép rất là cứng. Đấy, rất là cứng, nên là các bạn cắt được thì các bạn về cắt, không thì các bạn ra thợ, nhờ thợ nó làm cho nó an toàn, không nó cũng rất là nguy hiểm nếu các bạn làm không thạo. Đấy, thì bây giờ chúng ta thả vào, nếu các bạn nào cẩn thận thì các bạn sẽ sơn cái này thì thành một cái màu gì đó cho nó đẹp, những trang trí nó đẹp, không người ta cho đây. Đấy, bây giờ là tôi sẽ lắp nó vào, lắp vào xong tôi thử xem thế nào. Này, như này, đúng không? Tôi sẽ ráp ốc. Bây giờ thì chúng ta không có cái khả năng là nó sẽ không hụt thò nữa vì cái ben của nó hỏng rồi. Ra thì bây giờ chỉ có cố định cái vị trí ngồi chúng ta tầm nào nó tạo được cái độ nhún thì tốt thôi. Đây chúng ta sẽ tự sửa ở nhà cũng được, chúng ta thiện. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ lắp ráp này vào.
cái lò xo nó hơi hơi dài nên ta phải đun xuống ít. Bây giờ có một cách, một cái đó là cái gì, đó là cái thụt đây này, các bạn nhìn này, cái thụt nó thụt xuống đây, nó thụt xuống đấy. Thế bây giờ chúng ta phải làm sao ta cho vào đây và ta đóng chốt cái này vào cái kia. Đấy, như vậy là tôi đã là lắp xong mà được cái ben mà đã bị cái xoay và tụ ben. Đây tôi quay gần này cho các bạn nhìn này. Đấy. Thì khi đi làm được chế cái lò xo mà tôi giới thiệu với các bạn lúc nãy đấy. Đặt vào đây, mục đích của nó làm gì? Làm cái đoạn của cục ti này không bị tụt xuống đây nữa. Bình thường nó sẽ tụt thẳng ở đây. Cái ben tụt thẳng xuống thì không thể lên được. Thì bây giờ tôi cho một cái lò xo đây để định vị lại. Nhưng tuy nhiên cái lò xo này nó lại có tác dụng vừa định vị và vừa tạo cái độ bún êm cho ghế rất là hay đấy. Đây như vậy, bây giờ lắp thêm mình năm lớp cái quai này vào nữa mà chúng ta đã hoàn thành. Như vậy là tôi đã xử lý xong cái ghế. Cái ghế này nó bọc một cái bọc này, tôi bọc lại này. Và quan trọng nhất là đối với các bạn là thay cái tụt ben ở phía dưới bằng cái lò xo. Đấy, bây giờ tôi thử ngồi cho các bạn. Rất hay. Đấy, vẫn thụt, vẫn nhún. Nhún rất đẹp. Rồi đã sửa xong một cái ghế. Thay vì chúng ta mua cái ben nó hơi đắt thì chúng ta sẽ thay một cái lò xo. Đấy, các bạn thấy không? Đứng đây ngồi xuống vẫn nhún. Nhún rất êm. Các bạn đây, cái lò xo. Vì bản thân cái lò xo này thì bằng xe máy nên là nó vẫn có độ nhún, một cái là như tôi 80 cân rồi ngồi rồi vẫn tỉnh chúng là bình thường nhưng vẫn có độ nhún này, rất thích. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.